bất cứ bà con nào chia sẻ video này thì em sẽ gửi tặng mọi người một chút cái hạt giống loại cây rất là quý này. Thì cái cây này ấy, thì đợt trước em đã gửi tặng mọi người một đợt rồi, và đây là gần như là đợt cuối cùng, bởi vì trong năm nay vì nó ra quả đợt cuối rồi. Cái cây này mang tên là cây nàng nà. Hiện tại em vẫn đang sử dụng cây này để kết hợp một số dược liệu khác để điều trị, hoặc phối hợp trong những bài thuốc và những vị thuốc bên hoàng của em điều trị với những bệnh ví dụ như là đau nhức xương khớp này, thoái hóa cột sống, yếu sinh lý nam, tình trùng kém, hay bồi bộ sức khỏe cho phụ nữ sau sinh. Thế thì cái cây này nó rất là hay, thậm chí với những người mà bị viêm loét dạ dày tá tràng này, trào ngược hay vi khuẩn HP ấy, em dùng liều cao cây này điều trị rất là hiệu quả và có những sản phẩm viên hoàn hoặc là cao dạ dày. Thế thì mọi người khi cần hạt giống này, mọi người lưu ý là cái hạt này nó khá là bé thôi, thì em thu hoạch nó đã già như này rồi đó, thì về mọi người cứ ươm vào cái bầu ấy, sau đó là ra Tết, vì bây giờ cũng khoảng còn tháng rưỡi đến Tết, mọi người có thể trồng nhé. Và khi thu hoạch thì mọi người chặt toàn thân đi, sau đó phơi khô, có thể sắc nước uống dần, hoặc phối hợp một số bài thuốc. Thì trong thang thuốc của em đang bốc bệnh nhân, em cũng phối hợp, và mọi người có thể để lại gốc, năm sau lại mọc tiếp, và nó mọc xung xuê như thế này. Thế thì mọi người cần giống có thể liên hệ trực tiếp với em theo số là 0989517397, em có Zalo số đó, hoặc cứ để lại số thì em sẽ liên hệ lại. Và mong mọi người là cứ theo dõi chia sẻ để nhiều người có thể nhận hạt giống quý này hơn. Và mọi người cần thuốc hay tư vấn bệnh thì cũng có thể liên hệ với em.